Xin chào tất cả mọi người. Video clip này được xin giới thiệu 6 bước để hoàn thiện hồ sơ với NVC để được lên lịch phỏng vấn. Mời mọi người cùng xem nha. Khoảng 6 tháng trước khi lịch chiếu kháng, năng lực đáo hạn của ngài ưu tiên thì các hồ sơ đến lượt sẽ được NVC bắt đầu tiến trình xử lý cấp visa định cư. Thì khi hồ sơ được mở thì NVC sẽ gửi thư báo, trong đó có invoice ID number cho người bảo lãnh hoặc là người được bảo lãnh hoặc là luật sư đại diện nếu như mà mình có thuê luật sư để làm hồ sơ. Thì các anh chị dùng cái mã HCM và cái invoice ID number mình vào trang web của NVC thì để kiểm tra, nếu như mà NVC cho điền cái form DS-261 hoặc là đóng phí 120 đô là cái hồ sơ của mình đã được mở. Thì lúc đó mình bắt đầu mình làm cái 6 bước để hoàn thành cái hồ sơ với NVC. Ở trên cái website của NVC họ có để ra 6 bước cụ thể. Thì bước thứ nhất là chọn người đại diện. Bước thứ hai là đóng các cái loại phí như là phí 120 đô bảo trợ tài chính và phí 325 đô là tiền visa. Bước thứ ba là điền form DS-260 điện tử trực tuyến online. Bước thứ tư điền đơn form I-864 bảo trợ tài chính. Bước thứ năm là chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của người được bảo lãnh. Và bước thứ sáu là gửi tất cả các hồ sơ này cho NVC để họ xem xét. Nếu như mà tất cả các bước này nếu mà ổn hết thì NVC họ sẽ duyệt hồ sơ của mình và cho mình cái ngày để phỏng vấn. Thì đây là cái sơ đồ 6 bước mà NVC họ giải quyết bộ hồ sơ để lên lịch phỏng vấn. Bước thứ nhất là đóng các loại phí. Ở đây mình có hai loại chi phí, đó là trả phí hỗ trợ tài chính với lại phí visa. Thì đối với cái phí visa thì đi bao nhiêu người trong gia đình thì mình trả bấy nhiêu người, mình nhân lên cho 325 đô. Bước thứ hai là sẽ điền form DS-260. Thì cách điền DS-260 này thì Điệp sẽ làm trong một cái video clip khác. Bước thứ ba là nộp bộ tài chính. Thì nộp bộ tài chính là mẫu I-864 để kê khai bảo trợ tài chính, cái thông tin về giấy khai thuế thu nhập liên bang, cái mẫu W-2 là báo cáo tiền tệ và thuế, cái giấy khai sinh của người bảo lãnh hoặc người bảo trợ tài chính thì phải làm thêm cái form 1099. Còn nếu như mà người bảo lãnh không có thu nhập hoặc là đang hưởng trợ cấp thì phải có cái thư giải thích. Thì cái mẫu thư giải thích thì cũng sẽ có riêng một cái mẫu. Bước thứ tư là nộp bộ dân sự. Thì bộ dân sự này sẽ gồm giấy khai sinh của người bảo lãnh, giấy khai sinh của người được bảo lãnh, giấy kết hôn của người được bảo lãnh, nếu như trường hợp mà có ly hôn hoặc là có giấy tái hôn thì quyết định của tòa án phải được dịch ra bằng tiếng Anh và scan làm một cái file liên tục. Mình để tiếng Anh trước, tiếng Việt sau, rồi sau đó cập nhật cái tờ giấy này vào cái phần Marriage Certificate. Lý lịch tư pháp của người được bảo lãnh, hộ chiếu của người được bảo lãnh, file hình của người được bảo lãnh. Thì hình này thì sẽ là 5x5cm nền trắng và không có đeo kính. Bước thứ 5
là NVC sẽ đánh giá hồ sơ sau khi nộp đủ các bộ hồ sơ. Thì trong khoảng thời gian này các anh chị nhớ theo dõi cái email của mình hoặc là nói với luật sư á, là thường xuyên theo dõi cái email. Nếu như mà NVC họ có gửi mail họ thông báo là phải bổ sung hồ sơ hoặc là có cập nhật gì gửi thêm á, thì mình phải làm cho sớm sớm. Nếu như mà trong khoảng 1 năm mà họ báo mà mình không có bổ sung hồ sơ đúng như yêu cầu của NVC thì họ sẽ đóng cái bộ hồ sơ đó lại, và hồ sơ của mình coi như là bị hủy rồi đó. Bước thứ 6 là NVC lên cuộc hẹn. Thì sau khi hoàn thành hết tất cả các bước mà bộ hồ sơ của mình hoàn chỉnh hết thì họ NVC họ sẽ lên cái cuộc hẹn, lên cái ngày phỏng vấn. Thì cái lịch phỏng vấn đó họ sẽ báo lại qua email và họ sẽ gửi bưu điện về cho mình. Thì trong khoảng thời gian này các anh chị cũng nhớ theo dõi cái email hoặc là nhắc nhở mấy cái chỗ làm dịch vụ hoặc là luật sư của mình đó, theo dõi sát cái bộ hồ sơ của mình để có thời gian chuẩn bị kịp thời. Sau khi đóng phí 120 đô thì có thể nộp bộ tài chính song song với điền DS-260 hoặc là có thể nộp chung với bộ dân sự. Thì đối với 6 bước của NVC, nếu như mà mình hoàn thiện hồ sơ sớm, mình nộp cho NVC đầy đủ thì họ sẽ xem xét bộ hồ sơ của mình và cho mình cái lịch phỏng vấn sớm. Cho nên là các anh chị mình cũng tranh thủ nhớ kiểm tra email thường xuyên, với lại nhắc nhở chỗ dịch vụ hoặc là luật sư nhớ theo dõi các cái hồ sơ của mình để không có phải chờ đợi khi mà cái bộ hồ sơ của mình đã được mở. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem qua video clip này. Thì nếu như thích video clip thì các anh chị nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của Điệp nha.